Và chào mừng các bạn, chúng ta quay trở lại với sân vận động Olympic, sân nhà của West Ham United. Trận đấu cuối cùng của búa tạ trong ngày thi đấu hôm nay trong hệ thống giải VJL Super League. Quá nhiều những không còn đào tạo ra được quá nhiều những cầu thủ kiệt xuất của nước Anh. Không vào! Như vậy thì trọng tài chính của chúng ta xác nhận đó là bàn thắng rồi! 1-0 cho Leicester City! Chúng ta xem lại quả đá vừa xong để xác định xem liệu đã có bàn thắng chưa. Đúng như vậy, đó là bàn thắng hợp lệ. U11 West Ham trả lại cho trung tâm đào tạo trẻ của câu lạc bộ này. Đây, không vào! Quả phút không qua được hàng rào. Chúng ta cùng đợi xem. Chưa đến. Và trọng tài toàn nghi ngờ của chúng ta buộc phải xem lại video assistant referee. Như vậy là phải đá dành cho. Khoan đã. Như vậy là sẽ không có bài đơn. Trời ơi, ném bóng lên. Tuyệt chuyên. Không được. Mạng phút. Không bóng. Bóng dây con dọc. Trời ơi, mạng phút. Trời ơi, không bóng. Búa tạ bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội.